Một ngày mùa đông lạnh cóng, bạn không muốn ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình và tự nhủ: thêm 5 phút nữa thôi rồi mình sẽ dậy đi làm. Cuối cùng là bạn ngủ thiếp đi nên tận trưa mới dậy. Ngồi vào bàn làm việc, bạn mở Facebook và tự nhủ: sẽ lướt Facebook 30 phút thôi rồi học ngay. Nhưng kết quả là bạn cứ lần nữa đến tận 10 giờ đêm. Bạn dự định sẽ dọn nhà vào ngày mai nhưng ngày mai lại có việc bận và tự nhủ: thôi để ngày kia dọn, và ngày kia bạn lại mệt và tự nhủ: nhà còn sạch và chưa phải dọn luôn. Và kết quả là nhà của bạn một tuần rồi chưa được dọn. Đã bao giờ bạn có cảm xúc như vậy chưa? Nếu rồi thì bạn đã mắc căn bệnh muôn thuở của không chỉ những người trẻ mà còn ở bất cứ lứa tuổi nào. Đó chính là bệnh trì hoãn, procrastination. Đúng như cái tên, đây là xu hướng bạn muốn hoãn lại mọi thứ, không muốn làm ngay công việc mà còn chần chừ hoặc có tâm lý chờ đợi. Đây là căn bệnh có thể xảy ra ở bất cứ người nào, dù bạn có là nam, nữ, già, trẻ đều có nguy cơ mắc căn bệnh này. Vì sao chúng ta lại mắc hội chứng này? Làm sao để thay đổi? Hãy cùng tìm câu trả lời qua bài viết Procrastination, căn bệnh vô hình giết chết chúng ta của tác giả Anh Trần được đăng tải trên website Spider Room nha. Những nguyên nhân gây ra bệnh trì hoãn. Bạn lập ra kế hoạch giảm cân, ôn thi học kỳ rất chi tiết. Thậm chí, cuối bản kế hoạch còn ghi thêm một câu slogan đầy truyền cảm hứng. Rồi sau đó bạn đi ngủ với tâm trạng vô cùng hào hứng và nghĩ ngay đến viễn cảnh sau này nếu hoàn thành kế hoạch bạn sẽ trở nên tốt thế nào. Nào là bạn được giảm bao nhiêu cân này, hay là bạn sẽ được học sinh giỏi xuất sắc này, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của thầy cô bạn bè này. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau bạn trở về với thói quen cũ hàng ngày và cái bản kế hoạch kia trôi vào dĩ vãng. Tại sao lại như vậy? Vì cái bản kế hoạch kia vẽ ra những phần thưởng trong tương lai chứ không phải hiện tại, mà vốn dĩ bản chất con người là suy nghĩ tới những gì ở hiện tại mà thôi. Chúng ta có nghĩ đến tương lai nhưng ngay ngày mai thôi. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền đơn giản chỉ là những thú vui lãng xẹt như Facebook hay YouTube thôi sẽ lại phải khiến bạn chìm đắm vào chúng. Đơn giản là bởi vì những thứ ấy phục vụ nhu cầu của bạn ở hiện tại, ngay tại thời điểm này. Còn bản kế hoạch kia là viễn cảnh tương lai, và thế là nó sẽ bị bỏ xó. Sự lý biếng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Có thể bạn nhận một đồ án nhưng nó quá khó để bạn bắt tay vào làm ngay, và thay vì nghiên cứu, đọc tài liệu để bổ sung thêm kiến thức rồi sau đó hoàn thành thì bạn để đấy. Thế rồi cứ nghĩ đến chuyện phải làm việc đó là trong lòng bạn lại trào dâng cảm xúc vô cùng chán nản. Bạn thở dài một cái, tặc lưỡi một cái: thôi, để mai, khó lắm. Cứ như thế bạn tự nhủ không biết bao nhiêu lần rồi, và đến tận sát deadline bạn mới cuồng hoàn thành nó trong tâm trạng vô cùng vội vã và không chỉnh chu. Hay là bạn đang định làm một công việc này nhưng bên cạnh bạn đang có quá nhiều thứ hấp dẫn hơn, dễ dàng hơn, và đương nhiên bạn sẽ chọn cái dễ dàng đó. Hãy so sánh thử xem nhé. Giữa việc bạn phải hoàn thành một báo cáo về khảo sát thị trường, tức là phải đi khảo sát, phân tích số liệu, viết báo cáo, với việc nằm ngủ ở nhà lướt Facebook, xem YouTube, uống cà phê với bạn bè, bạn chọn cái nào? Chắc hẳn đa số sẽ chọn ngay cái hai mà không cần chần chừ gì hết. Đơn giản bởi vì đó là cơ chế hầu hết bộ não con người khi có xu hướng ưu tiên những công việc dễ dàng, không phải động não nhiều và để những gì khó nhất làm sau. Nguyên lý này là đúng nếu như bạn đang làm một bài thi hoặc với điều kiện là phải làm những việc dễ ấy trong phạm vi công việc của bạn, như có mảng dễ, có mảng khó. Thế nhưng nó trở thành căn bệnh trì hoãn nếu những công việc dễ dàng là những trò vô bổ, thậm chí là giết thời gian. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn làm một công việc trong môi trường có những người không biết cố gắng và mắc bệnh trì hoãn. Đồng nghiệp thì đi làm muộn vì trời lạnh nên còn vưng vâng gỡ mát của chăn. Đến công ty lại tự nhủ lướt Facebook một lát rồi sẽ làm, nhưng kết quả là lướt hết cả buổi sáng. Hay là bố mẹ hứa cho con đi chơi vào cuối tuần nhưng cuối tuần lại hết lý do này đến lý do khác và lại trì hoãn. Đó là yếu tố về con người. Còn một số yếu tố liên quan khác bên ngoài như là thời tiết chẳng hạn. Một cơn gió bắc ngoài trời khiến bạn chẳng muốn rời khỏi cái ấm áp của chăn để đi làm việc. Facebook và những thông báo Messenger cứ cuốn bạn nhắn tin cho hết người này đến người khác. Lòng tự nhủ đọc nốt cái đờ drama này thôi rồi sẽ đi học, nhưng mà ngẩng đầu lên đã là 10 giờ đêm. Sống trong môi trường như thế, có mấy ai đủ bản lĩnh để vượt qua cam dỗ và tiến lên so với con người không? Làm gì có chuyện. Làm sao để ngăn chặn bệnh trì hoãn? Căn bệnh này không giống những căn bệnh khác, chẳng đem lại đớn đau mà cũng chẳng đem lại phiền muộn. Cái nó mang đến ngay lập tức cho chúng ta chính là cảm giác thoải mái. Bạn có thể trì hoãn công việc để đi mua sắm hoặc nằm trong chăn, tất nhiên mấy việc sau thích thú hơn nhiều đúng không? Nó như một con sâu cắn vào trong người, nhưng con sâu này cắn lại chẳng mấy đau mà chỉ thấy êm, nên du con người vào sự thích thú của sự chay lười. Và nếu chúng ta chỉ tận hưởng cái cảm giác êm ái đấy dài lâu mà không tỉnh mộng, thì không chỉ năng suất lao động bị giảm, mà con sâu đấy còn đục lỗ phá hoại con người bạn, lột xác bạn thành một con người lười biếng, chậm chạp và lề mề. Giống như con sâu trên rau quả, con sâu ấy cũng kìm hãm sự phát triển của chính bạn mỗi ngày. Lỗ nó đục ngày một sâu hơn, biến con người bạn thành rỗng tuếch. Rỗng tuếch ở đây nghĩa là rỗng tuếch về mặt kiến thức, kỹ năng, khi ai cũng tiến lên mà bạn thì ngày một trì hoãn. Nhưng dĩ nhiên, luôn có thuốc chữa cho căn bệnh này.
Mỗi người sẽ sáng chế ra một loại thuốc cho riêng mình, nhưng cái cốt lõi ở đây là bạn phải nhận thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này và thực sự muốn thay đổi và diệt trừ nó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn sự phát triển của con sâu và tìm cách không vỗ béo cho nó nữa. Chẳng hạn như việc bạn có thể tắt hết các thông báo của Facebook, YouTube, Messenger và các mạng xã hội khác, hoặc tự nhốt mình trong căn phòng không liên lạc với thế giới bên ngoài để hoàn thành xong công việc. Nhà văn nổi tiếng Victor Hugo đã từng nhận viết một cuốn sách trong một năm, nhưng ông lại trì hoãn nói đến tận 6 tháng. Ông đã chữa căn bệnh này bằng cách là đóng kín cửa phòng, cho hết quần áo ra ngoài, rồi viết với một khăn choàng lên người. Bằng cách này, ông đã loại bỏ được ham muốn đi chơi do chẳng có quần áo phù hợp để ra đường và hoàn thành nhiệm vụ sớm 2 tuần. Dẫn ra ví dụ như vậy chủ yếu là để muốn nói rằng bạn có thể làm cách nào cũng được, dù nghe có vẻ quái đản đến đâu, miễn là nó loại bỏ được hết các chất đang vỗ béo cho con sâu kia. Nếu cảm thấy chán nản vì công việc quá nhiều, hãy chia nhỏ công việc ra thành các phần. Điều đó sẽ khiến cho bạn có thêm động lực và niềm tin để hoàn thành công việc hơn. Và điều cuối cùng cũng là điều tối quan trọng, đó là hãy ngưng tìm lý do. Lý do luôn là căn nguyên gây ra bệnh trì hoãn, và điều bạn cần làm ở đây là hãy cố gắng đừng nghĩ đến chúng nữa. Hãy điều khiển não bộ của bạn, ngăn không cho suy nghĩ tìm lý do để bao biện cho sự chây lười của mình và thúc đẩy dây thần kinh động lực hoạt động mạnh mẽ. Bệnh trì hoãn cũng luôn song hành với bệnh ảo tưởng và bệnh tự cao. Ta nghĩ mình giỏi nên ta cho phép mình cái quyền trì hoãn. Một điều tồi tệ là khi ta trì hoãn thì mọi người xung quanh vẫn đang tiến lên mỗi ngày. Và đến khi con sâu trì hoãn đục rỗng người ta, ngoảnh đầu lại mới biết mình đã phí thời gian đến nhường nào. Có thể nói, nếu như bệnh trầm cảm giết chết con người bằng những điều phiền muộn và những suy nghĩ đau khổ tiêu cực, thì ba căn bệnh trên, đặc biệt là bệnh trì hoãn, lại giết con người ta bằng sự êm ái, vui thích ban đầu. Và tin buồn là người ta cứ mãi tận hưởng sự vui thích ấy mà chẳng thể nào dứt ra được. Giống như vua chúa ngày xưa đam mê tửu sắc, căn bệnh trì hoãn cứ thế quyến rũ ta mỗi ngày. Nếu ta không nhận ra và diệt trừ nó sớm, thì nó cũng sẽ phá hỏng con người ta như tửu sắc đã phá hoại cả giang sơn đất nước như thế nào. Và đó là nguyên nhân cũng như cách để chữa trị căn bệnh trì hoãn mà tác giả Anh Trần đã đưa ra. Các bạn có suy nghĩ thế nào về chuyện này? Hãy chia sẻ ý kiến trong phần bình luận bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Spider Room và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ nội dung thú vị khác trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!